Xin chào tất cả các bạn đã đến với hội nghị tri ân doanh nghiệp thành công của năm 2020. Và để đến với chương trình của ngày hôm nay, tôi xin vinh hạnh được mời đến đây chị Trang Phạm, là doanh nghiệp thành công nhất năm 2020 với những hàng trăm sách giả kem tròn. Chào mừng ạ. Đầu tiên xin phép được bắt tay chị các. Dạ, thì không biết là chị có thể chia sẻ cho tất cả mọi người ở trong đây được biết là vì sao trong hai năm 2020 vừa qua thì dịch bệnh triền miên, rất là nhiều doanh nghiệp đóng cửa dễ thể, nhưng mà tại sao công ty của chị lại có thành công vang dội như vậy? Thì không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi người là doanh thu của chị trong năm 2020 là bao nhiêu không ạ? Dạ, doanh thu một năm vừa qua của chị đó thì cũng không có tới nỗi mà quá cao, sương sương thôi. Một tỷ một tháng thì một năm của chị vừa qua chị đạt đến 12 tỷ. Trời ơi. Là chưa kể số lẻ thôi nha, chị nói số chẵn thôi đó. Trời, vậy thì đứng sau cái doanh thu này chắc là cái đội ngũ công ty của mình chắc hùng hậu lắm hả chị? Để đạt được cái doanh thu này á thì phải kể đến giám đốc kinh doanh đến từ các miền của chị. Thì đầu tiên đó chính là giám đốc kinh doanh đến từ miền Bắc nè, miền Trung và miền Nam. Trời ơi, mấy chị này hoạt ngôn dữ vậy, không biết là mấy chị này hồi trước làm công ty nào vậy chị? Hồi công ty gì đâu em. Chị này nè, kỳ chị đi công tác ngoài Hà Nội đó, chị đi chợ, chị thấy chị bán cá, là chị than với chị là cá ế quá. Nên là chị ngủ, chị về công ty với chị, ngủ đêm thôi về liền. Đó, và chị này nè, em có biết cái đợt dịch vừa rồi cái Hội An không? Đà Nẵng đó, bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Chị bán lồng đèn, chị có ai đi chơi đâu mà mua lồng đèn, đúng không? Đó, thế là chị có một cái duyên đến tôi cùng chị, Còn chị dưới đây, ai? Hàng xóm kế bên nhà. Trời ơi vậy luôn hả? Ủa mà chị không biết rằng là cái nhãn hiệu kem tròn của mình á là có giấy chứng nhận gì của Bộ Y tế hoặc là có cục mỹ phẩm dược phẩm gì không hả chị? Gì nói gì giấy chứng nhận hả? Tào lao nè, có đời nào mà em đi mua kem mà em đòi giấy chứng nhận không? Ví dụ đi, em mua đi tặng quà cho bạn gái chị lấy giấy chứng nhận không hề mua. Em không biết mà em hỏi là chị làm ghê vậy. Bây giờ nếu mà mình không có giấy chứng nhận á thì bây giờ chị có thể chia sẻ cho tất cả người trong hội nghị này có thể biết là cái thành phần của kem của mình gồm cái gì không chị? Để thành thật mà nói thì á, nói nhỏ thì khán phòng mình biết thôi nha, em cũng nghĩ nha. Dạ. Ra khỏi khán phòng này là coi như chưa, chị chưa nói cái gì nha. Dạ. Thì thành phần của chị cũng linh hoạt lắm em. Tùy bữa, cái bữa chị đi chợ, chị thấy bà này chị mua của bà này. Khoan, chợ gì chị? Thuốc cái gì chỗ quá chứ nó tự nhiên này không tiền ghê gì cũng không dịch rồi sao đi chợ rồi sao thì ví dụ như chị đi vô thì gặp bà này chị mua của bà này, ví dụ hôm nay bà này bà bệnh phân hủy chị mua của bà này lái bù qua sớt lại đó, ví dụ bà này hôm nay cây lộn với chồng bà buồn bà nghỉ bán đúng không, chị qua bên bà này mua sớt lại thôi. Giờ thành phần mình không cố định luôn hả? Đúng rồi, giờ phải chị em nói chi cho xa, em nói ngày hôm qua chị làm kem sao chị cũng không biết, không nhớ luôn á, thiệt không nhớ. Trời ơi. Ủa nhưng mà cái kem tròn của mình á nó có những cái công dụng nào hả chị? Thôi thì kem tròn của chị bá bệnh về da luôn, như là chống nắng nè, tàn nhang nè, mụn nè, rồi dưỡng trắng nè. Đó em thấy áo chị không? Em xài một lần em trắng như áo chị luôn. Mà khoan, có chị thăm chị nám gì không chị? Có chứ, trắng không tì vết nè, em thấy đi. Nè áo chị nào trắng không tì vết. Nhưng mà khoan, em hỏi cái bây giờ nó thần kỳ giống vậy, nhưng mà đó tới giờ là có ai mà phản ánh nhiều vấn đề là bị dị ứng hay gì không vậy? Làm gì có, tên em lên fanpage của chị đi, ta toàn khen thôi, năm sau. Dạ thì đúng mà người ta chê, chị lóc mắt rồi, mua gì đấy mà thì có người chê xíu thôi, một hai người thôi, không có đáng kể. Nhưng mà những người dị ứng là sao? Ví dụ mấy người chê là tại sao vậy? Tại thì do da của người ta chứ kem chị bảo do da em sao á hay do mấy bạn nó da sao á, kích ứng thôi chứ 10 người chị hết 10 người là xài trắng rồi. À, em đi làm MC đúng không? Chị biết rồi, ở đây MC cũng có nhiều hết. Thôi về đổi với chị đi, chị thử nóng cho mình chiếc xe nè. Thật luôn. Thôi chị nói là làm gì mà nói là thiệt luôn hả chị? Về đổi với chị đi. Thôi dẹp, không có hội nghị hội thảo gì hết, dẹp đi chị. Kem Trộn là một nhãn hàng kinh doanh siêu lợi nhuận trong các năm vừa qua, và hậu quả của Kem Trộn thì cũng đã được nêu rất là nhiều trên các báo đài, phương tiện và thông tin truyền thống. Vậy thì thành phần chính bên trong Kem Trộn gồm có những gì và công dụng thật sự của Kem Trộn là như thế nào? Khi các bạn sử dụng Kem Trộn nó sẽ có ảnh hưởng về da và các bệnh lý về da liễu như thế nào?
Tất cả những câu hỏi đó sẽ được các bác sĩ chuyên khoa da liễu của Tamigo Channel giải đáp trong video clip. Các bạn hãy cùng đón xem video clip của tuần sau nhé.